Có vẻ như luật thì là luật, còn câu chuyện của người chấp hành luật thì lại là một vấn đề khác. Chẳng hạn như là trong vấn đề ép người khác uống rượu bia hay là uống rượu bia trong giờ làm việc là một thói quen khó bỏ của nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên thì từ ngày 15 tháng 11 tới đây, những hành vi trên có thể sẽ phải bị phạt từ 1 cho tới 3 triệu đồng. Vậy khi được áp dụng vào cuộc sống thì liệu rằng nó có thể thay đổi thói quen và hành vi của người dân hay không, đặc biệt là cánh mày râu? Cũng đã có nhiều khán giả của chương trình quan tâm đến vấn đề này. Theo đó, Nghị định số 117 quy định phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng đối với các hành vi uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc học tập và nghỉ giữa giờ làm việc học tập, ép buộc người khác uống rượu bia. Đặc biệt, phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức để xảy ra tình trạng uống rượu bia trong giờ làm việc. Với những cái quy định như vậy, thì có thể nói rằng là chúng ta không phải là ở đâu mà có lực lượng giám sát thì mới bị xử phạt, thì lúc đó có thể nói là rất là khó. Nhưng mà khi mà xảy ra một cái vụ việc, tôi lấy ví dụ như là một cái cá nhân đi ra đường nhưng mà công an người ta thổi mà anh có cái vi phạm nồng độ cồn mà cao, thì chắc chắn người ta sẽ hỏi anh, và lúc đó mà lại còn vi phạm pháp luật nữa mà gây tai nạn, thì người ta sẽ hỏi là truy ra là anh uống ở đâu, uống với ai, uống như thế nào, thì chắc chắn là cái hành vi đó người ta xảy ra ở cái địa điểm đó. Thì cái người mà đứng ra tổ chức cái buổi như vậy mà tại cái địa điểm đó, tại cơ quan, uống tại đấy cũng bị xử phạt vi phạm hành chính. Nhiều ý kiến cho rằng quy định xử phạt này có tính chất răn đe đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp và các hành vi ép uống rượu bia. Tuy nhiên, các nhà làm luật cần đưa ra văn bản cụ thể trong từng trường hợp. Hợp mà có một người nào đó ở bên ngoài cuộc, họ quay được clip đó và họ sử dụng nó như một bằng chứng để mà đi khởi kiện chẳng hạn, hay là đi lấy cái tiền phạt chẳng hạn, thì điều đó có hợp pháp hay không thì cần phải được xác minh bằng văn bản để cho nó đảm bảo, để tránh tranh chấp xảy ra giữa những người trong cuộc. Chúng tôi cho rằng là nên coi đó cũng là một hành vi mà được chấp nhận để mà cái sự xử phạt đó nó thêm hiệu ứng. Cũng theo đại diện vụ pháp chế Bộ Y tế, những điểm mới trong Nghị định 117 về xử phạt trong lĩnh vực rượu bia sẽ có tác động rất lớn tới các cơ quan tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong việc ngăn chặn tác hại của rượu bia. Quá trình mà tổ chức thanh tra, nếu theo đợt mà chuyên đề mà vào các cái cơ quan mà thấy người ta tổ chức có cái uống rượu bia mà không được phép như vậy, thì cũng có cái cơ sở pháp lý để người ta giải quyết. Và tôi cho là không phải là cái những hành vi như vậy là cứ diễn ra ở đâu thì cũng có thể bị xử lý, nhưng mà chúng ta chỉ cần xử lý một số các cái trường hợp thôi thì nó đã có các cái giá trị liên quan đến giá trị bêu gương chứ không phải là giá trị nêu gương, và từ đó thì người ta sẽ tự nhìn nhận và điều chỉnh được cái hành vi của mình. Nhiều người đặt câu hỏi về tính khả thi của Nghị định 117 vụ pháp chế Bộ Y tế, cho rằng quy định pháp luật ban hành trước hết để định hướng, chứ không chỉ nhằm mục đích xử phạt. Những quy định này sẽ góp phần giảm bớt tác hại của rượu bia, bởi nó đảm bảo quyền từ chối của người không uống rượu bia và định hướng thói quen tiêu dùng rượu bia văn minh, tự nguyện.